Từ sau cách mạng tháng 8 đến ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, công tác tổ chức của Đảng tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới của cách mạng trên các mặt: củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành tổng tuyển cử, đồng thời tổ chức phát động phong trào diệt giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và xây dựng đời sống mới, bảo vệ và phát triển Đảng, gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng võ trang. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, công tác tổ chức của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc tập trung sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Ngày 31 tháng 8 năm 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra nghị quyết số 10 NQTU về thành lập các đảng đoàn, cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt. Các cơ quan chuyên môn của Trung ương được gọi là Bộ. Bộ Tổ chức Trung ương gồm các ban, đảng vụ, công vận, nông vận, phụ vận, kiểm tra, kinh tế tài chính, giao thông liên lạc, chủ bị đại hội, do đồng chí Hoàng Quốc Việt làm chủ nhiệm. Các đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Lương là ủy viên Bộ Tổ chức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Các nghị quyết của đại hội đã chỉ rõ mục tiêu của công tác xây dựng Đảng ở thời kỳ này là bảo đảm cho Đảng tăng cường lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo quân đội và lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thi hành nghị quyết đại hội ngày 16 tháng 4 năm 1951, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 đã ra nghị quyết số 09 NQTU về thành lập các ban và tiểu ban của Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, và cử đồng chí Lê Văn Lương làm trưởng ban. Ban Tổ chức Trung ương khi đó có cơ cấu bộ máy và nhân sự chuyên trách và có chức năng nhiệm vụ giúp cấp ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, bảo vệ Đảng, định các phương châm xây dựng, chỉnh đốn bộ máy và lề lối làm việc của các tổ chức quân chính dân để bảo đảm cho đường lối chính sách của Đảng thực hiện trong quần chúng được dễ dàng. Trong thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuối năm 1956, đồng chí Lê Đức Thọ được phân công làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Những năm này, ở miền Bắc, công tác tổ chức tập trung phục vụ Đảng lãnh đạo thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tiến hành các cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ 4 tốt. Ở miền Nam, Trung ương Cục miền Nam được thành lập lại để trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở miền Nam. Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam, Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 và các cơ quan tổ chức của các cấp ủy địa phương, cơ sở ở miền Nam từng bước được xây dựng và củng cố. Để góp phần phổ biến đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, chủ trương kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ chức các cấp, tháng 8 năm 1965, Ban Tổ chức Trung ương quyết định xuất bản Nội san xây dựng Đảng, sau này phát triển thành Tạp chí xây dựng Đảng. Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, công tác tổ chức của Đảng đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt những vấn đề cấp bách, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thống nhất trong toàn quốc, chuẩn bị cho bầu Quốc hội của cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976. Trung ương đã điều động tăng cường hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn cho miền Nam,
đồng thời xây dựng cơ sở chính trị ở các vùng mới được giải phóng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đại hội vạch rõ phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng thật sự ngang tầm một Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng nước ta. Đảng phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Trong thời gian từ năm 1980 đến tháng 6 năm 1991, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, được cử làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng diễn ra trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã. Đại hội kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới toàn diện Đại hội 6 đã vạch ra. Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 đã ra nghị quyết về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa 7 chỉ rõ các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức và đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, đặc biệt là chất lượng chính trị, trách nhiệm phục vụ nhân dân, bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị vận hành thông suốt và năng động, khắc phục tình trạng trì trệ, gây phiền hà, tiêu cực, yếu kém trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Lê Phước Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, được cử làm trưởng ban tổ chức Trung ương.